cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Chiều 8 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ trẻ em bị thất lạc trước số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 xảy ra ngày 3 tháng 4. Trước khi buổi họp báo bắt đầu, Đại tá Nguyễn Hữu Phước, trưởng Công an quận 1 và Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng PC02 đã bàn giao hai cháu bé cho chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, quê Phú Yên. Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Hải Phước, trưởng Công an quận 1 cho biết đã tìm được hai cháu gái mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 3 tháng 4, Phạm Huỳnh Nhật Vi lợi dụng lúc hai cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi không có người lớn trông coi, tiếp cận dẫn dụ hai cháu đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, Phạm Huỳnh Nhật Vi đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu về trung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh ra soát, phát hiện Nhật Vi đang khống chế hai cháu tại căn hộ 10.05 Thác Ruby, trung cư Sài Gòn Pearl lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ Nhật Vi giải cứu hai cháu an toàn. Như vậy, chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phá được vụ án, trao trả cháu M và L về gia đình. Như đưa tin, trước đó vào 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi ngụ quận 7 cùng 4 con, đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, để bán kẹo. Sau đó, chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 mét. Hai con gái NKTM và LHTL cùng nhau đi bán kẹo, còn con gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị hốt hoảng bởi không thấy mở và lờ đầu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an quận 1 đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận 1. Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân. Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về hai cháu gái mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân. Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với Công an quận 1, đã huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm, giải cứu hai cháu gái, trao trả cho gia đình trong thời gian nhanh nhất. Hiện tại, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Viên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Trước đó như đã đưa tin, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978, con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại nhà số 0608 Paris, khu đô thị cao cấp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện. Trong số 5 chân dài có mặt tham gia bữa tiệc, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này. Ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh. Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vượt qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận về việc xử lý vi phạm với một số tập thể cá nhân ở Quảng Nam. Trong đó ông Lê Trí Thanh với trách nhiệm là người đứng đầu Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh để cho một số đồng chí cán bộ cấp dưới sai phạm bị xử lý kỷ luật. Có đồng chí là ủy viên ban thường vụ bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó bản thân ông Thanh cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Theo quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có những sai phạm như vậy Ông Thanh tự nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu, tự nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Lan nói, căn cứ theo đơn của ông thì tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có văn bản thống nhất theo nguyện vọng của ông Thanh. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp thống nhất hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm đối với ông Thanh. Trường hợp ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng như vậy. Ông cũng tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và ủy viên ban thường vụ ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã họp thống nhất. Cũng tại kỳ họp này, hội đồng nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Thanh Hà, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường và ông Nguyễn Phú, nguyên giám đốc sở xây dựng. Trước đó, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 33 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Xét nội dung tính chất mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Hồng Quang. Tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Hồng Quang. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra A09 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Xuyên Việt Oi. Như vậy, vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạng Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan hiện có 14 bị can. Nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ ngành địa phương. Hôm 21 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự theo bộ công an việc khởi tố ông đỗ thắng hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa vào nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14 tháng 12 năm 2023, cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành, Giám đốc VietinBank chi nhánh Thanh Xuân về hành vi đưa hối lộ. Ngoài những cá nhân trên trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh gồm Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính, Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương bên cạnh đó còn có các bị can phan kiến anh giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu nghi sơn đồng xuân dũng lao động tự do về phía công ty xuyên việt oi cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp này điển hình như mai thị hồng hạnh giám đốc nguyễn thị như phương phó giám đốc kế toán trưởng đinh tiến dũng nguyễn tấn long trưởng phòng kinh doanh hay như bị can nguyễn văn thắng là phó giám đốc chi nhánh hà nội của công ty xuyên việt oi theo kết quả điều tra, cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công, các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định, họ dùng thủ đoạn gian dối lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân gây thất thoát cho nhà nước.